Nga bắn rơi 38 UAV, giao tranh với quân dự bị Ukraine tiến về Bakhmut. Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy cối tự hành 2 S-4 Hoa Tulip của Nga tại vùng Donetsk. Nga công bố hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong 24 giờ. Hệ thống tên lửa MRC Typhoon, cực mạnh của Mỹ lộ diện. Hàng loạt nghị sĩ châu Âu kêu gọi Pháp trục xuất đại sứ Trung Quốc. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới Nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Thưa quý vị, mở đầu chương trình như thường lệ vẫn là các thông tin chiến sự Nga Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, quân đội đã giao tranh với lực lượng dự bị của Ukraina đang tiến về Bakhmut, phá hủy 38 UAV và nhiều hệ thống pháo của đối phương cuộc giao tranh đã loại khỏi vòng chiến hàng trăm viện binh của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa tiếp tục cập nhật tình hình hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, ở hướng Kupiansk, lực lượng Nga giao tranh với các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine. Hơn 70 quân nhân Ukraine, một xe chiến đấu bọc thép và ba xe bán tải của họ đã bị vô hiệu hóa tại hướng trên. Theo hướng Krasny Liman, lực lượng tấn công mặt đất không quân và pháo binh Nga đã giao chiến với các đơn vị Ukraine. Trên hướng này, 60 binh sĩ Ukraine, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới, một khẩu lựu pháo D-20 và một đơn vị pháo tự hành Govdika đã bị Nga loại bỏ trong ngày. Ở hướng Donetsk, các đơn vị tấn công tiếp tục chiến đấu ở phía tây của thành phố Bakhmut. Hàng không tác chiến, chiến thuật và quân đội, pháo binh của nhóm lực lượng Yuk Nga cùng với các đơn vị trên không đã hỗ trợ hành động của các nhóm tấn công trong khu vực này. Trong 24 giờ, máy bay Nga xuất kích 8 lần, lực lượng pháo binh của họ thực hiện 76 lượt khai hỏa vào khu vực này. Lực lượng dự bị của Ukraine đang tiến về Bakhmut đã giao chiến với lực lượng Nga gần Bodanovka, Cuộc giao tranh ở đây khiến cho Ukraine mất 280 quân nhân và lính đánh thuê, một xe chiến đấu bộ binh, một xe bọc thép chở quân, bộ xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, một xe của hệ thống Kras và một khẩu liệu pháo D-30 trong ngày. Các hướng ở Nam Donetsk và Zaporizhia, lực lượng Nga đã gây thiệt hại về hỏa lực cho các đơn vị Ukraine. Tổng thiệt hại của Ukraine trên các hướng này lên tới hơn 20 quân, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và một khẩu lựu pháo D-20. Ngoài ra, hai kho đạn dược của Lữ đoàn Cơ giới 65 và Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 thuộc Ukraine đã bị phá hủy gần Ravnopolye và Voniansk, vùng Zaporizhia. Ở hướng Kherson, Ukraine mất 40 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe cơ giới và một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Các lực lượng Nga đã giao tranh với 92 đơn vị pháo binh Ukraine cùng nhân lực và khí tài của họ tại 126 khu vực trong ngày. Một trạm chỉ huy và quan sát của tiểu đoàn súng trường số 23 của Ukraine đã bị loại bỏ gần Stokoye hai trung tâm thông tin liên lạc của Lữ đoàn Cơ giới số 65 và Lữ đoàn Tấn công vùng núi 128 của Ukraine đã bị tấn công tại các khu vực Orekov và Kamenskoye, vùng Zaporizhia. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga cũng bắn hạ 38 UAV Ukraine. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 23 tháng 4, phía Nga mất thêm 660 quân nhân, 8 xe tăng, 12 hệ thống pháo, 11 UAV, 23 phương tiện chở nhiên liệu. Trong một diễn biến khác, theo tài khoản Twitter Ukraine Weapons Checker, Lực lượng pháo binh quân đội Ukraine với sự hỗ trợ của máy bay không người lái Uav trinh sát đường không đã phá hủy một khẩu pháo cối tự hành 240 mm quân đội Nga. Tuyên bố của tài khoản Twitter Ukraine, Weapon Tracker cho biết, lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 phối hợp với các đơn vị trinh sát của lữ đoàn đổ bộ tấn công đường không số 79 và các đơn vị trinh sát UAV Solovi thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 116 đã phá hủy một súng cối tự hành 240mm của Nga, hòa tùy líp. Nhóm phân tích quân sự Ukraine Weapons Checker công bố video cho thấy, Vị trí của súng cối tự hành nga bố trí trong khu vực các ngôi nhà dân cư trống bị các khẩu pháo thuộc lữ đoàn pháo binh độc lập số 55 bắn trúng. Sau khi trúng đạn pháo, súng cối tự hành quân đội nga bị tiêu hủy, nhưng có thể thấy kíp pháo thủ đang tháo lui khỏi trận địa. Một quả đạn pháo đã xé nát khoang truyền động lực cùng bộ phận nạp đạn và ghế lái, tiêu hủy toàn xe. Địa điểm khẩu súng cối tự hành bị phá hủy là vùng ngoại ô phía đông của thành phố Mariinka, đường Prokofieva. Đơn vị pháo binh lữ đoàn pháo số 55 không cho biết xung cối tự hành bị phá hủy bởi loại vũ khí nào, nhưng được biết lữ đoàn pháo binh độc lập này được trang bị pháo tự hành Sierra do Pháp sản xuất. Tiếp tục các thông tin trên chiến trường Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga tướng Igor Konashenkov vừa cho biết đã có hơn 430 binh sĩ Ukraine tử trận trong các cuộc giao tranh với quân đội trong 24 giờ trước đó. Cụ thể, tướng Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa hai đơn vị bạo loạn lật đổ của Ukraine cùng hơn 70 đối phương trong khu vực Kupiansk. Còn theo hướng Krasny Liman, máy bay và pháo thuộc nhóm chiến đấu trung tâm của Nga đã đánh vào nhân lực và thiết bị của đối phương ở gần các khu vực Cherovonaya, Dibrovka và Cherovonovka tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Cherny và Serebryanska tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Kết quả, phía Ukraine mất hơn 60 quân nhân trước đòn công kích này của Nga. Lực lượng vũ trang Nga cũng đã hạ hơn 280 lính Ukraine tiến vào khu vực Donetsk trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, phía Nga còn loại khỏi vòng chiến đấu hơn 20 quân nhân Ukraine ở Nam Donetsk và Zaporizhia. Trong khi đó, website Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 25 tháng 4 thông báo, tính đến ngày này, quân đội Ukraine đã hạ tổng cộng 187.770 binh sĩ Nga trong cuộc xung đột vũ trang bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, quân đội nước này đã dùng tên lửa tầm xa của tổ hợp Iskander tập kích nhóm quân đoàn Georgia đây được coi là đòn báo thù với quân đoàn đã từng hành quyết tù binh Nga ở ngoài Oki hết. Trong tuyên bố hôm 24 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, hôm 21 tháng 4, tên lửa tầm xa từ tổ hợp Iskander đã đánh trúng kho vũ khí và điểm đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Konstantinovka, thuộc tỉnh Donetsk. Vụ tấn công đã tiêu diệt 60 tay súng thuộc nhóm quân đoàn Georgia và 15 khí tài quân sự, đồng thời làm 20 lính đánh thuê nước ngoài bị thương nặng đòn tập kích tên lửa nhằm vào những tay súng liên quan tới vụ hành quyết tù binh Nga ở khu vực gần Kiev hồi tháng 3 năm 2022. Tướng Konashenkov nhấn mạnh rằng Moscow có đầy đủ thông tin về những người tham gia tra tấn quân nhân Nga, Ông Konashenkov cho biết thêm, những kẻ đó sớm muộn cũng phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Thành phố Konstantinovska nằm ở tây nam của Ba Khờ Mút và Chasovia là một trong những thành phố bị Nga tăng cường tập kích trong thời gian gần đây, do được cho là địa điểm tập kết các lữ đoàn của Ukraine tăng viện cho Ba Khờ Mút. Bên cạnh việc tiến công đối phương ở nhiều nơi, Nga đồng thời cũng tiến hành gia cố các tuyến phòng thủ quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh Ukraine liên tục tuyên bố sẽ sớm phản công. Mới đây, Nga đã tiếp tục tăng cường phòng thủ ở Sevastopol với cá heo cảm tử và 6 cấp độ phòng thủ. Các nhà quan sát của tờ báo chính thức của Hải quân Hoàng gia Anh, Navas News mới đây đưa tin về sự gia tăng đáng kể của lực lượng trong việc bảo vệ căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, Crimea. Theo Navas News, sáu cấp độ phòng thủ đã được thiết lập và cá heo cảm tử cũng tham gia để chống lại các thợ lặn của đối phương Tờ báo của Hải quân Hoàng gia Anh cho biết, lối vào cảng Sevastopol hiện được bảo vệ bởi ít nhất 6 lớp hàng rào vật lý, tàu tuần tra và máy bay trực thăng. Bên cạnh đó, phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 9 tháng 4, xà lan pháo bắt đầu được đặt gần các con đường của Sevastopol. Theo các chuyên gia, hệ thống phòng thủ mới là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của bán đảo Crimea. Nga chưa lên tiếng về thông tin trên. Trong khi đó, tờ New York Times dẫn các tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò dỉ cho hay. Để khởi động phản công, Ukraine đang chuẩn bị 12 lữ đoàn, mỗi lữ đoàn 4.000 quân. New York Times viết, Ukraine đang chuẩn bị một cuộc phản công vào đầu tháng tới với 12 lữ đoàn, dự kiến sẽ sẵn sàng vào cuối tháng 4. Theo New York Times, Mỹ và các đồng minh tổ chức Hiệp ước Bát Đại Tây Dương NATO được cho là đang tham gia huấn luyện và cung cấp thiết bị cho 9 trong số 12 lữ đoàn của Ukraine. Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Mới đây, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không Patriot, một động thái đã được Kiev hết sức hoàn ngành. Tuy nhiên, trong một tiết lộ mới đây, Ukraine đã thừa nhận dùng Patriot đánh chặn tên lửa S-300 của Nga là không thực tế. Cụ thể, mặc dù hệ thống tên lửa đất đối không Patriot mà Mỹ cung cấp cho Ukraine có thể đánh chặn tên lửa S-300 của Nga, nhưng quan chức cấp cao Ukraine tin rằng họ sẽ không làm như vậy ông yuri inas người phát ngôn bộ tư lệnh không quân ukraine xác nhận một tổ hợp patriot đã được triển khai tại ukraine các tổ hợp còn lại sẽ sớm được chuyển cho kiev theo ông inas tổ hợp patriot đầu tiên đã được triển khai tại ukraine và bắt đầu hoạt động cách đây vài ngày một số tổ hợp khác đang trên đường đến các địa điểm được chỉ định ông hy vọng việc triển khai patriot sẽ mang lại kết quả tích cực đặc biệt là trong việc đối phó với máy bay nga khi được hỏi về khả năng Patriot đánh chặn tên lửa S-300 mà Nga nhắm vào Kharkiv hôm 22 tháng 4, ông Inas xác nhận là trần thép của Mỹ có thể bắn hạ tên lửa của Moscow. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, quân đội Nga sở hữu rất nhiều tên lửa S-300. Ông Inas giải thích việc phá hủy những tên lửa này trên mặt đất sẽ thực tế hơn. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đánh giá kỹ lưỡng số lượng tên lửa Patriot hiện có và so sánh với số lượng tên lửa S300 mà quân Nga sở hữu. Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot có tầm bắn lên tới 965 km, có thể đánh chặn và tiêu diệt hiệu quả tên lửa đạn đạo tầm xa và máy bay từ một khoảng cách đáng kể. Hệ thống Patriot có thể xác định và loại bỏ các mối đe dọa từ hàng trăm km. Ngoài ra, Patriot tự hào có radar mạnh vượt trội so với các hệ thống phòng không khác, cho phép nó dễ dàng phân biệt giữa các mục tiêu thân thiện và tù địch. Tiếp theo chương trình là các tin tức quốc tế khác. Thưa quý vị, 80 nghị sĩ từ các quốc gia châu Âu và nghị viện châu Âu EP đã gửi kiến nghị gửi Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonia vào tối 23 tháng 4, kêu gọi lập tức tuyên bố đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lô Sa Giá là người không được hoan nghênh để đáp trả hành vi hoàn toàn không thể chấp nhận được của ông ấy. Động thái xuất hiện sau khi ông Lô ngày 21 tháng 4 nói Crimea theo lịch sử vốn là một phần của Nga và cựu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã trao bán đảo cho Ukraine khi được hỏi liệu bán đảo Crimea có phải một phần của Ukraine hay không. Ông Lô nói thêm rằng các quốc gia từng thuộc Liên Xô thậm chí không có địa vị thực tế theo luật pháp quốc tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào xác nhận tư cách quốc gia có chủ quyền của họ. Nhóm nghị sĩ châu Âu cho rằng bình luận của ông Lô là không chính xác, thiếu tôn trọng chủ quyền và văn hóa của các quốc gia từng thuộc Liên Xô chủ quyền không phải trò chơi ngoại giao mà là yếu tố cốt lõi trong quan hệ quốc tế luật pháp quốc tế và hiến trường liên hợp quốc nhóm nghị sĩ viết tổng thống pháp emmanuel macron cùng ngày chỉ trích đại sứ trung quốc cho rằng bình luận của ông lô là không phù hợp phát biểu của ông lô còn vấp phải nhiều chỉ trích từ liên minh châu âu ukraine đức và các nước baltic estonia litva và latvia ba quốc gia vùng baltic đã triệu đại sứ trung quốc để yêu cầu giải thích phát ngôn của ông lô Trở lại với các tin tức quân sự, mới đây hệ thống tên lửa đa năng MRC Typhoon cực mạnh của Mỹ đã lộ diện. Thông tin ban đầu cho biết MRC Typhoon là một hệ thống tên lửa đa năng của Mỹ, có thể được trang bị đa dạng các loại đạn tấn công khác nhau. Những hình ảnh đầu tiên về hệ thống tên lửa thế hệ mới MRC Typhoon của Mỹ đã xuất hiện. Đây là một tổ hợp vũ khí đa mục đích triển khai trên đất liền vừa được phát triển, có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ, trên không và trên biển. Khẩu đội đầu tiên được bàn giao cho quân đội Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2022. Vũ khí chính của tổ hợp này là tên lửa Tomahawk, tùy thuộc vào thiết kế và sửa đổi, có thể tấn công những mục tiêu cố định ở khoảng cách lên tới 1.500 km. Do vậy, Typhoon tương ứng với danh mục hệ thống tên lửa tầm trung. Ngoài ra, phạm vi vũ khí của hệ thống còn có tên lửa phòng không SM-3, SM-6 và tên lửa chống ngầm RUM-139 VL Asterov. Trong tương lai, Typhoon dự kiến sẽ còn được trang bị tên lửa siêu thanh LRHW do Mỹ phát triển. Khẩu đội tiêu chuẩn của tổ hợp bao gồm các tên lửa cho bốn tên lửa trên khung gầm xe đầu kéo ba trục, tương tự như hệ thống phòng không Patriot và một đài chỉ huy. Tổ hợp Typhoon trên bộ được xây dựng trên cơ sở các thành phần của hệ thống bệ phóng thẳng đứng đa năng MK-41 được sử dụng rộng rãi trong biên chế quân đội Mỹ. Quyết định này giúp rút ngắn khung thời gian tạo ra MRC Typhoon và thống nhất phạm vi vũ khí tên lửa cho hạm đội và lực lượng mặt đất. Bơi đi trên của Mỹ được xem là hành động thiết thực nhất kể từ khi nước này rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, hiệp ước INF, đồng thời hệ thống vũ khí trên cũng là bước phát triển xa hơn so với hệ thống Aegis Azure. Trong khi đó tại Anh, một tàu sân bay của nước này mới dùng 2 năm đã bị gỡ bộ phận gắn cho tàu khác. Cụ thể, con tàu trị giá 3 tỷ bằng Anh, tương đương 88.000 tỷ đồng, sẽ bị gỡ bỏ một số bộ phận sau một sự cố lớn tàu sân bay HMS Prince of Wales, tức Hoàng tử xứ Wales, được đóng tại xưởng Rossi từ năm 2011 đến năm 2019 và là niềm tự hào của Hải quân Anh. Đây cũng là tàu sân bay mới nhất của nước này. Theo dự kiến, con tàu sẽ được triển khai tham gia các nhiệm vụ chiến đấu của Hải quân Hoàng gia Anh vào năm 2023. Tuy nhiên nó đã bị hỏng do các vấn đề kỹ thuật vào tháng 8 năm 2022 trong chuyến thăm Mỹ được lên kế hoạch từ trước đó. Thời điểm gặp sự cố, con tàu đang neo đậu ở ngoài khơi của bờ biển Isles of Wight và chuẩn bị cho cuộc hành trình vượt Đại Tây Dương. Theo tờ mail on Sunday, tàu gặp vấn đề với cả hai chân vịt. Việc sửa chữa HMS Prince of Wales dự kiến tiêu tốn khoảng 25 triệu bảng. Con tàu sau đó đã được đưa vào bờ ở Scotland. Hiện một số bộ phận của con tàu sẽ được tháo ra để thay cho các phần bị hỏng trên tàu chị em của nó là HMS Queen Elizabeth. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, việc thay thế này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Theo phát ngôn viên Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Prince of Wales vẫn bắt đầu chương trình hoạt động theo kế hoạch vào mùa thu năm 2023, bao gồm các cuộc thử nghiệm và huấn luyện bay vận hành. Không có gì lạ khi thiết bị được chuyển giao giữa các tàu cùng loại để đảm bảo khả năng sẵn sàng hoạt động và tránh sự chậm trễ. Cũng tiếp tục tin tức về các tàu sân bay, mới đây tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã đạt được một cột mốc lịch sử về số lần đón máy bay hạ cánh khi ở Biển Đông trong cuối tuần trước. Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz đã chạm cột mốc 350.000 lần đón máy bay hạ cánh hôm 22 tháng 4 ở Biển Đông khi một chiếc chiến cơ FA-18F Super Hornet hạ cánh trên bong tàu. Theo báo Star and Tribe, ngày 24 tháng 4 dẫn thông báo từ Hải quân Mỹ, một cuộc hạ cánh thành công trên tàu sân bay là khi máy bay tiếp xúc với tàu sân bay và móc đuôi của nó vướng vào một trong bốn dây cáp được đặt trên bong tàu. Khi đó, móc đuôi sẽ ngay lập tức giảm tốc độ của máy bay chiến đấu để nó có thể dừng lại an toàn. Bọn tàu sân bay không đủ dài để máy bay có thể hạ cánh theo kiểu truyền thống. USS Nimitz là chiếc đầu tiên trong số các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ và được đưa vào phục vụ vào năm 1975. Lần hạ cánh thành công đầu tiên diễn ra cùng năm đó. Hải quân Mỹ cho biết USS Nimitz là tàu sân bay hoạt động lâu đời nhất trên thế giới. USS Nimitz là một phần của nhóm tác chiến tàu sân bay 11 của Hạm đội 3, Hải quân Mỹ cho biết, tàu sân bay này đang được triển khai theo lịch trình tại khu vực hoạt động của Hạm đội 7 ở Biển Đông. Hải quân Mỹ cho hay, kể từ khi được đưa vào sử dụng, tàu sân bay USS Nimitz đã thực hiện 30 đợt triển khai và phục vụ trong vô số hoạt động. Tàu sân bay này dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào năm 2027. Các tàu sân bay lớp Nimitz chủ yếu được cung cấp năng lượng từ hai lò phản ứng hạt nhân có tuổi thọ dự kiến khoảng 50 năm. Tàu sân bay có số lần đón bắt hạ cánh thành công cao tiếp theo là USS DYD Eisenhower, tàu sân bay hoạt động lâu đời thứ hai của Hải quân Mỹ. Tàu này đã chứng kiến gần 327.000 cuộc hạ cánh như thế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh youtube Thế giới nghiêng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!